Chào mừng các em đã đến với www sửa máy 66. Bây giờ chúng ta hãy ngồi cách màn hình máy tính khoảng 1 mét, ngồi đúng tư thế và bắt đầu học bài. Bài 10. Cách mạng khoa học công nghệ và xu thế toàn cầu hóa nửa sau thế kỷ 20. Từ những năm 40 của thế kỷ 20, trên thế giới đã diễn ra cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật hiện đại, khởi đầu từ nước Mỹ. Với quy mô rộng lớn, nội dung sâu sắc và toàn diện, nhịp điệu vô cùng nhanh chóng, cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật đã đưa lại biết bao thành tựu kỳ diệu và những đổi thay to lớn trong đời sống nhân loại. Nền văn minh thế giới có những bước nhảy vọt mới. Một la mã, cuộc cách mạng khoa học công nghệ. Một nhỏ, nguồn gốc và đặc điểm. Cũng như cách mạng công nghiệp ở thế kỷ 18-19, cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật ngày nay diễn ra là do những đòi hỏi của cuộc sống, của sản xuất nhằm đáp ứng nhu cầu vật chất và tinh thần ngày càng cao của con người, nhất là trong tình hình bùng nổ dân số thế giới và sự dơi cạn nghiêm trọng các nguồn tài nguyên thiên nhiên, đặc biệt từ sau chiến tranh thế giới thứ hai. Đặc điểm lớn nhất của cách mạng khoa học kỹ thuật ngày nay là khoa học trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp, khác với cách mạng công nghiệp thế kỷ 18. Trong cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật hiện đại, mọi phát minh kỹ thuật đều bắt nguồn từ nghiên cứu khoa học. Khoa học gắn liền với kỹ thuật, khoa học đi trước mở đường cho kỹ thuật. Đến lượt mình, kỹ thuật lại đi trước mở đường cho sản xuất. Khoa học đã tham gia trực tiếp vào sản xuất, đã trở thành nguồn gốc chính của những tiến bộ kỹ thuật và công nghệ. Cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật ngày nay đã phát triển qua hai giai đoạn. Giai đoạn đầu từ những năm 40 đến nửa đầu những năm 70 của thế kỷ 20. Giai đoạn thứ hai từ sau cuộc khủng hoảng năng lượng năm 1973 đến nay. Trong giai đoạn sau, cuộc cách mạng chủ yếu diễn ra về công nghệ với sự ra đời của thế hệ máy tính điện tử mới, thế hệ thứ ba, về vật liệu mới, về những dạng năng lượng mới và công nghệ sinh học, phát triển tinh học. Cuộc cách mạng công nghệ trở thành cốt lõi của cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật, nên giai đoạn thứ hai đã được gọi là cách mạng khoa học công nghệ. Hai nhỏ, những thành tựu tiêu biểu. Trải qua hơn nửa thế kỷ, nhất là từ sau những năm 70, cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật đã thu được những tiến bộ phi thường và những thành tựu kỳ diệu. Trong lĩnh vực khoa học cơ bản, loài người đã đạt được những thành tựu hết sức to lớn, những bước nhảy vọt chưa từng thấy trong lịch sử các ngành toán học, vật lý học, hóa học, sinh học. Dựa vào những phát minh lớn của các ngành khoa học cơ bản, con người đã ứng dụng cải tiến kỹ thuật, phục vụ sản xuất và cuộc sống của mình. Sự kiện gây chấn động lớn trong dư luận thế giới là tháng 3 năm 1997, các nhà khoa học đã tạo ra được con cừu Dolly bằng phương pháp sinh sản vô tính từ một tế bào lấy từ tuyến vú của một con cừu đang có thai. Tháng 6 năm 2000, sau 10 năm hợp tác nghiên cứu, các nhà khoa học của các nước Anh, Pháp, Mỹ, Đức, Nhật Bản và Trung Quốc đã công bố bản đồ gen người. Đến tháng 4 năm 2003, bản đồ gen người mới được giải mã hoàn chỉnh. Những thành tựu này đã mở ra một kỷ nguyên mới của y học và sinh học với những triển vọng to lớn, đẩy lùi bệnh tật và tuổi già. Tuy nhiên, những thành tựu này lại gây nên những lo ngại về mặt pháp lý và đạo lý như công nghệ sao chép con người hoặc thương mại hóa công nghệ gen. Trong lĩnh vực công nghệ đã xuất hiện những phát minh quan trọng, đạt được những thành tựu to lớn, những công cụ sản xuất mới, máy tính điện tử, máy tự động và hệ thống máy tự động, robot, những nguồn năng lượng mới, năng lượng mặt trời, năng lượng gió và nhất là năng lượng nguyên tử, những vật liệu mới như chất polymer, chất dẻo với nhiều loại hình khác nhau, các loại vật liệu siêu sạch, siêu cứng, siêu bền, siêu dẫn, công nghệ sinh học với những đột phá phi thường trong công nghệ di truyền, công nghệ tế bào, công nghệ vi sinh và công nghệ enzyme, dẫn tới cuộc cách mạng xanh trong nông nghiệp với những giống lúa mới có năng suất cao, chịu bệnh tốt, những tiến bộ thần kỳ trong thông tin liên lạc và giao thông vận tải, cáp sợi thủy tinh quang dẫn, máy bay siêu âm khổng lồ, tàu hỏa tốc độ cao, chinh phục vũ trụ, vệ tinh nhân tạo, du hành vũ trụ. Trong những thập niên gần đây, công nghệ thông tin đã phát triển mạnh mẽ như một sự bùng nổ trên phạm vi toàn cầu. Hiện nay,
Máy tính, đặc biệt là máy vi tính, đang được sử dụng ở khắp mọi nơi và có khả năng liên kết với nhau bởi các mạng truyền dữ liệu, hình thành mạng thông tin máy tính toàn cầu Internet. Công nghệ thông tin ngày càng được ứng dụng sâu rộng trong mọi ngành kinh tế và hoạt động xã hội. Có thể nói, ngày nay nền văn minh nhân loại đã sang một chương mới, văn minh thông tin. Cuộc cách mạng khoa học công nghệ có những tác động tích cực về nhiều mặt như tăng năng suất lao động, không ngừng nâng cao mức sống và chất lượng cuộc sống của con người. Từ đó dẫn đến những thay đổi lớn về cơ cấu dân cư, chất lượng nguồn nhân lực, những đòi hỏi mới về giáo dục và đào tạo nghề nghiệp, sự hình thành một thị trường thế giới với xu thế toàn cầu hóa. Tuy nhiên, cuộc cách mạng khoa học công nghệ cũng gây nên những hậu quả tiêu cực, chủ yếu do chính con người tạo nên, như tình trạng ô nhiễm môi trường trên hành tinh cũng như trong vũ trụ, hiện tượng trái đất nóng dần lên, những tai nạn lao động và giao thông, các loại dịch bệnh mới, và nhất là việc chế tạo những loại vũ khí hiện đại có sức công phá và hủy diệt khủng khiếp, có thể tiêu diệt nhiều lần sự sống trên hành tinh. Câu hỏi: hãy nêu đặc điểm và những thành tựu chính của cuộc cách mạng khoa học công nghệ trong nửa sau thế kỷ 20. Hai La Mã: xu thế toàn cầu hóa và ảnh hưởng của nó. Một hệ quả quan trọng của cách mạng khoa học công nghệ là từ đầu những năm 80 của thế kỷ 20, nhất là từ sau chiến tranh lạnh, trên thế giới đã diễn ra xu thế toàn cầu hóa. Xét về bản chất, toàn cầu hóa là quá trình tăng lên mạnh mẽ những mối liên hệ, những ảnh hưởng tác động lẫn nhau, phụ thuộc lẫn nhau của tất cả các khu vực, các quốc gia, các dân tộc trên thế giới. Những biểu hiện chủ yếu của xu thế toàn cầu hóa ngày nay là sự phát triển nhanh chóng của quan hệ thương mại quốc tế. Từ sau chiến tranh thế giới thứ hai đến cuối thập kỷ 90, giá trị trao đổi thương mại trên phạm vi quốc tế đã tăng 12 lần. Thương mại quốc tế tăng có nghĩa là nền kinh tế của các nước trên thế giới có quan hệ chặt chẽ và phụ thuộc lẫn nhau. Tính quốc tế hóa của nền kinh tế thế giới tăng. Sự phát triển và tác động to lớn của các công ty xuyên quốc gia. Theo số liệu của Liên Hợp Quốc, khoảng 500 công ty xuyên quốc gia lớn kiểm soát tới 25% tổng sản phẩm thế giới và giá trị trao đổi của những công ty này tương đương 3/4 giá trị thương mại toàn cầu. Sự sáp nhập và hợp nhất các công ty thành những tập đoàn lớn, nhất là các công ty khoa học kỹ thuật, nhằm tăng cường khả năng cạnh tranh trên thị trường trong và ngoài nước. Làn sóng sáp nhập này tăng lên nhanh chóng vào những năm cuối thế kỷ 20. Sự ra đời của các tổ chức liên kết kinh tế, thương mại, tài chính quốc tế và khu vực. Đó là Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF, Ngân hàng Thế giới WB, Tổ chức Thương mại Thế giới WTO, Liên minh Châu Âu EU, Hiệp ước Thương mại Tự do Bắc Mỹ NAFTA, Khu vực Thương mại Tự do ASEAN AFTA, Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương APEC, Diễn đàn Hợp tác Á-Âu ASEM. Các tổ chức này có vai trò ngày càng quan trọng trong việc giải quyết những vấn đề kinh tế chung của thế giới và khu vực. Là kết quả của quá trình tăng tiến mạnh mẽ của lực lượng sản xuất, toàn cầu hóa là xu thế khách quan. Là một thực tế không thể đảo ngược được, nó có mặt tích cực và mặt tiêu cực, nhất là đối với các nước đang phát triển. Về mặt tích cực, đó là thúc đẩy rất mạnh, rất nhanh sự phát triển và xã hội hóa của lực lượng sản xuất, đưa lại sự tăng trưởng cao. Nửa đầu thế kỷ 20, GDP thế giới tăng 2,7 lần, nửa cuối thế kỷ tăng 5,2 lần, góp phần chuyển biến cơ cấu kinh tế, đòi hỏi phải tiến hành cải cách sâu rộng để nâng cao sức cạnh tranh và hiệu quả của nền kinh tế. Về mặt tiêu cực, toàn cầu hóa làm trầm trọng thêm sự bất công xã hội, đào sâu hố ngăn cách giàu nghèo trong từng nước và giữa các nước. Toàn cầu hóa làm cho mọi mặt hoạt động và đời sống của con người kém an toàn, từ kém an toàn về kinh tế tài chính đến kém an toàn về chính trị, hoặc tạo ra nguy cơ đánh mất bản sắc dân tộc và xâm phạm nền độc lập tự chủ của các quốc gia. Như thế, toàn cầu hóa là thời cơ lịch sử, là cơ hội rất to lớn cho các nước phát triển mạnh mẽ, đồng thời cũng tạo ra những thách thức to lớn. Việt Nam cũng nằm trong xu thế chung đó. Do vậy, nắm bắt cơ hội, vượt qua thách thức, phát triển mạnh mẽ trong thời kỳ mới, đó là vấn đề có ý nghĩa sống còn đối với đảng và nhân dân ta. Câu hỏi: xu thế toàn cầu hóa được thể hiện trên những lĩnh vực nào? Câu hỏi và bài tập:
1. Hãy giải thích thế nào là khoa học đã trở thành một lực lượng sản xuất trực tiếp. 2. Vì sao nói toàn cầu hóa vừa là thời cơ vừa là thách thức đối với các nước đang phát triển? Cảm ơn đã xem, mời bạn đăng ký để theo dõi các video tiếp theo.